là nãy nó tung bụi đẹp. Đúng mà lát nữa nó đáp gà mới đã nữa. Xuống rồi, nó xuống. Dạ, không thấy rõ, chưa thấy rõ đâu.
Nước ít quá, nước ít quá, bụi ít. Dạ. Khô rồi, nãy giờ nó khô. Don't even
Có chân báo. Dạ. Sơ na chiều nào nó cũng qua, sơ na rồi ca thay. Ồ, chiếc này bữa nay đứt đèn hết trơn, không còn bóng nào hết trơn.
nổ không chứ? Không biết nữa. Cũng dễ thương. Đừng để lộn dấu sắc nè. Cô cũng có, mà dạo này mưa là mới. Cà ta. Chú ơi, sao bằng lòng? Cà ta. Nè, 330. Đâu có đi về, có cho tao nè. 330 nè. 330. Chắc 330 nó chắc cũng đúng.
Giờ lúc ăn xa nó không qua nữa là cái sự hăng hái của mình nó cũng giảm theo luôn. Tại sao lúc ăn xa nó cắt được đây? Ít khách quá. Cất là cái mình nhìn xuống thấy biển rồi, tưởng tượng nó chạy lót xuống luôn rồi. Chết sướng hơn, sống chị mệt. Nó thấy sợ chứ, thấy nó vừa cất cả mình nhìn nó thấy quái biển thôi. Có chứ, chúng nhỏ có chứ, ATH. Sao trong lịch không có nè? Ủa vậy hả chị? Tới 7 giờ. Em đang coi. Ây da, khởi gì? 7 giờ. Tới thù rồi. ATH với lại Singapore Airlines cũng tới trễ lắm. Singapore nó về 7 giờ 7. Singapore là tới 6 giờ. Em có tới trễ, bữa nào có delay. Chào người mẫu. MD90 cái chuyến của Unia nó chiều thứ năm nó tới. Có người hỏi. Dạ. Anh quay cái máy bay mà Malaysia gì anh có quay được nó không? Máy bay gì ạ? Malaysia. Quạt chụp đẹp lắm à.
Thank you.